Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Vậy là chúng ta đã đi với nhau được một chặng đường khá dài rồi. Có những lúc mà thị trường tăng trưởng rất là nhanh, có những lúc mà thị trường cũng cắm đầu và có những lúc mà thị trường làm cho chúng ta rất là sợ hãi như trong thời điểm hiện tại. Và trong cái số podcast DeFi Discussion ngày hôm nay thì mà mình sẽ muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà chắc là sẽ cực kỳ cần thiết với các anh em đầu tư kiểu lướt sóng hoặc là trade, nhất là trong thời điểm hiện tại. Và đồng hành cùng mình ngày hôm nay vẫn là một gương mặt rất là quen thuộc thôi, đó là Hello, xin chào anh em. Thì rất vui khi được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Discussion. Thì chắc là anh em cũng đã quá quen với giọng của Phong cũng như là mình, Nguyên. Hy vọng là hôm nay cái chủ đề nó sẽ mang lại nhiều giá trị cũng như là nó có tính ứng dụng cao cho cái quyết định đầu tư của anh em, đặc biệt là trong cái bối cảnh thị trường nó đang biến động rất là mạnh hiện tại. Ok, vậy thì nói về cái chủ đề của cái podcast ngày hôm nay á, nó là một cái thứ mà ai cũng có nhưng mà rất ít người hiểu được hết bản chất của nó và tận dụng được cái lợi thế mà nó mang lại cho chúng ta, đó là stablecoin. Hay là USD, USDT, USDC, hay là bất kỳ loại stablecoin nào bạn có thể nghĩ đến. Thì trong một cái bài viết và cũng như là trong video mà bọn mình đã đăng tải trên Coi68 TV á, thì bọn mình có nói về một cách phân bổ vốn. Thì với cách của cá nhân mình đi và cũng đội ngũ á, thì cái lúc mà cái mức mà bọn mình cảm thấy là tối ưu nhất là luôn luôn phải có stablecoin trong tài khoản. Có thể là ít, có thể là nhiều, nhưng mà chúng ta luôn cần phải có. Nhưng mà có thể các bạn không biết đến, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều cách để có thể làm cái đống stablecoin đấy nó mang lại tiền cho chúng ta, nói là tiền để ra tiền á, và với cái mức rủi ro khá là thấp. Vậy thì trong cái số ngày hôm nay thì trước là chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về những cái cách mà làm sao để cho tiền để ra tiền theo một cái cách ít rủi ro nhất là sử dụng stablecoin. Vậy thì Nguyên đang có những cái cách nào để mà Nguyên tối ưu được cái dòng tiền khi mà mình đang hold stablecoin ha? Ok, thì một vài cái cách nó cũng sẽ có những rủi ro và những cái mức lãi suất đa dạng khác nhau. Thì tất nhiên là rủi ro càng cao thì lãi suất nó cũng sẽ phải cao để tương ứng để nó bù đắp lại cái phần rủi ro này. Thì cái cách đầu tiên á mà anh em có thể cân nhắc đó là gửi các cái stablecoin, ví dụ như USDT, USDC ở trên các cái nền tảng lending. Có rất là nhiều các cái nền tảng lending hiện tại, kể cả CX lẫn DX. CX thì anh em gửi ở trên các cái nền tảng ví dụ như Binance hoặc là KuCoin mới đây, thì cái mức lãi suất nó cũng khá là cao, mặc dù là nó sẽ có những cái kỳ hạn cố định thì nó hơi ràng buộc một xíu. Còn những cái nền tảng mà lending ở trên blockchain á, thì cái lãi suất nó cũng không quá cao. Nó sẽ có một cái giai đoạn nó dài hạn, tức là anh em có thể gửi ở đó đến khi nào muốn rút thì rút, và muốn gửi thêm vào thì gửi. Thì mức... Tức là nó không kỳ hạn. Đúng rồi. Ok, thì cái lãi suất ở trên các cái sản phẩm on-chain này á, thì nó dao động từ khoảng 6-10% tùy. Thì... một năm hay một tháng một người? Năm nếu mà xét trên bình diện là gửi stablecoin vậy thì nó cũng khá là cao so với cái việc mà mình gửi lãi ngân hàng rồi. Thì mình nghĩ là anh em cũng có thể cân nhắc gửi một ít tài sản của mình dưới dạng stablecoin ở trên các cái platform này. Tất nhiên là sẽ phải research rất là kỹ các cái sản phẩm lending trước khi mà chúng ta bỏ tiền vào, và cũng cần phải có một vài lưu ý liên quan đến ví cũng như là bảo vệ tài sản mình sao cho nó an toàn. Thì đó là cái cách đầu tiên, tức là mình gửi đơn thuần, gửi stablecoin đơn thuần. Cái cách thứ hai á, thì anh em có thể, nó hơi risky một xíu, là bởi vì anh em sẽ phải chịu một cái rủi ro, đó là impermanent loss, tức là những cái biến động mà anh em nào mà đi farm á, đi yield farm thì chắc cũng đã quá quen với khái niệm này rồi. Thì anh em hiểu cơ bản thì mình sẽ bỏ hai cái đồng tiền hoặc là ba cái đồng tiền stablecoin vào trong một cái pool, mình cung cấp thanh khoản cho cái pool giao dịch đó, thì họ sẽ trả lãi cho mình. Ngoài ra là nếu như mà cái nền tảng đó họ hỗ trợ thêm cái farming đi, thì mình có thể cầm cái LP token này mình đi farm, thì mình sẽ được hai cái lớp giải thưởng. Cái lớp đầu tiên là cái lớp lãi từ việc farming, còn cái lớp đầu tiên đó là cái lớp mà nhận được từ phí giao dịch, phí giao dịch chia phần trăm ở trong cái pool đó. Thì đây là cái cách thứ hai, tức là mình đi cung cấp thanh khoản
cái lãi suất của các cái pool này thì nó sẽ thường khoảng 15-30%, tùy, tính ra là nó cũng là cao đấy. Có một vài cái case, ví dụ như ở bên Celo, mình thấy có một vài cái pool stablecoin nó thậm chí nó có lãi lên tới khoảng 60-70%. Thì cái này nó là... Vậy là 60-70% là ngang với lại các đồng coin khác luôn rồi. Thì tất nhiên là song song với đó nó sẽ kèm một vài rủi ro. Thì những cái rủi ro này mình sẽ đi sâu vào trong cái phần tiếp theo. Đó là cái cách thứ hai mà anh em có thể cân nhắc, tức là đi farm, đi cung cấp thanh khoản. Cái cách thứ ba thì anh em, cái này thì mình nghĩ là cực kỳ rủi ro, đó là anh em thế chấp tài sản của mình vào, sau đó mint ra những cái đồng stablecoin mà nó gọi là synthetic stablecoin á, tức là một vài cái đồng mà nó phái sinh từ những cái tài sản thế chấp, ví dụ như là UST nè, hoặc là dạo gần đây có những cái sản phẩm DeFi 2.0, ví dụ như MIM, MIM, hoặc là những cái dạng stablecoin ví dụ như của Rams DeFi thì nó là RUSD, thì nó là những cái stablecoin synthetic, nó được mint ra từ một tài sản mà anh em thế chấp vào. Khi mà mint ra được những cái stablecoin này rồi á, thì anh em có thể gửi lãi trực tiếp ngược lại bằng những cái đồng stablecoin này, thì lãi nó sẽ rất là cao, nó cao hơn hẳn so với những cái hoạt động ví dụ như mình đi Yield Farm. Đó là về cơ bản ba cái cách mà anh em có thể tận dụng cái dòng stablecoin nhàn rỗi của mình để nó sinh ra lãi. Thì tất nhiên là mỗi cái giải pháp nó sẽ có mức lãi suất khác nhau và những cái rủi ro khác nhau như mình nói hồi nãy rồi. Nhưng mà ví dụ như mình có thắc mắc là cái có hai thứ mà mình thắc mắc khi mà sử dụng cái kiểu tối ưu dòng tiền bằng stablecoin như này. Thứ nhất là về chi phí, thì cái phiếu dịch nó có nhiều quá không? Và thứ hai, một cái quan trọng nhất á, là thời gian, tức là landing, giống như là kiểu không biết là landing thì nó mất những cái mà người nói á, có tốn nhiều thời gian để nó nhả coin lại cho mình không? Ví dụ như là đợt vừa rồi ở Bitsub chẳng hạn đi, thì mình cầm stablecoin xong rồi mình muốn cầm đi bắt đáy thật là nhanh, thì kiểu có phải chờ lâu để làm cái việc đó không? Nếu như mà cho vay ở trên các cái nền tảng như là CX á, thì sẽ có hai cái dạng sản phẩm, một là cái dạng flexible, hai là cái dạng fix. Tức là fix nó như kiểu là mình đi gửi kỳ hạn ở trong ngân hàng á, thì đến cái ngày mà đã kỳ hạn, ví dụ như sau 7 ngày, sau 1 tháng, sau 90 ngày gì đó thì mình mới được rút tiền ra. Hoặc là cái dạng flexible thì mình khi mà mình yêu cầu rút á, thì mình vẫn sẽ phải chờ đâu đó khoảng 1 ngày thì mình mới bắt đầu có thể rút được cả tiền gốc lẫn cái tiền lãi tính đến cái thời gian mình rút. Thì cái đó là một cái khá là thiếu linh hoạt của cái mô hình CX. Ngược lại thì CX nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn các cái sản phẩm lending on chain thì muốn rút khi nào thì mình rút thôi. Cái đó nó sẽ accrue liên tục. Và thậm chí là có những cái pool họ tự cầm bao vào cho mình nữa. Cái đó là về mặt thời gian và cái độ linh hoạt khi mà mình cho vay. Ok, thì như các bạn nghe có vẻ nghe trong cái thời gian mà Nguyên chia sẻ vừa qua thì có thể thấy là cái việc mà chúng ta tối ưu được cái dòng tiền bằng stablecoin thì có vẻ khá mang đến một cái mức lợi nhuận khá là ok nếu mà nhìn qua cái việc mà đem tiền đi gửi lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên thì không biết là trong những cái thao tác đó thì có những cái rủi ro nào có thể xảy ra không? Tất nhiên là mình nghĩ là cũng sẽ có rủi ro thì nó mới có lãi suất cho mình chứ, đúng không? Thì ở trên CX như mình nói thì rủi ro nó khá là thấp, tức là khi mà có bị hack hay gì thì mình nghĩ là sàn nó vẫn sẽ xử lý cho mình. Còn ở trên on-chain thì nó sẽ gặp một vài vấn đề như sau. Đầu tiên là impermanent loss, tức là khi mà lúc mình rút ra cái USD ra khỏi cái pool thanh khoản đó thì mình sẽ bị lệch trượt giá hay sao đó, thì nó sẽ hao hụt vào cái token của mình. Hoặc là maybe là cái nền tảng đó nó bị hack hay là nó rất buông chẳng hạn, thì cái đó nó khá là nguy hiểm, cho nên là anh em cũng cần phải có một cái nghiên cứu nó thật kỹ trước khi là đép tiền và cho vay ở trên các cái nền tảng lending này. Bản chất của lending là gì? Tức là một cái thu nhập nhàn rỗi, đúng không? Thì mình không thể nào mà thấp thỏm, mình đép tiền và mình cứ thấp thỏm lo là mình... Thì nó không còn là nhàn rỗi rồi, đúng thì không? Khi mà mình đã còn thấp thỏm như vậy thì nó không còn là passive income nữa. Mình phải dành một phần tâm trí của mình quan tâm đến nó thì nó không còn là nhàn rỗi. Thì còn đối với các cái dạng mà synthetic stablecoin á, như mình nói ở cái cách thứ ba á, thì cái này nó khá là nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì cá nhân mình thấy á, thì các cái synthetic stablecoin này nó vẫn chưa khẳng định được là
nó được bảo chứng bởi giá trị như thế nào, cái độ ổn định nó ra sao. Thì khi mà giữ những cái synthetic stablecoin này á, nó khá là rủi ro. Bản thân mình lấy một cái case ví dụ như là cái đồng UST đi, cái đồng stablecoin của hệ sinh thái Terra, thì Terra họ cũng dùng cái từ là liability, liability tức là nợ cho cái stablecoin UST. Thì bản chất cái đồng stablecoin này nó được mint ra như là một cái như là một cái công cụ gọi là biểu trưng cho một cái khoản vay nợ gì đó, thì nó được dùng để mua bán hoặc là sau đó giao dịch ở trong cái hệ sinh thái. Cái việc mà bảo chứng cho cái tài sản này như thế nào á thì hiện tại mình không rõ, tuy nhiên là mình vẫn cảm thấy là có một cái mức nó khá là rủi ro. Do Kwon tức là cái ông mà founder của Terra thì liên tục nói về cái việc là UST sẽ bảo chứng như thế nào, và có rất là nhiều cái tweet khẳng định là rất là tự tin. Tuy nhiên là cái này là quan điểm cá nhân thôi nha, chứ không phải là food, thì mình không quá an tâm khi mà mình thoái lui các cái token khác sang đồng stablecoin này. Thì đó là một vài cái rủi ro mà mình thấy là mỗi cái cách nó sẽ xuất hiện những cái trường hợp như vậy. Yeah. Và thực ra thì cũng chia sẻ thôi là với những cái người mà không hay follow DeFi quá thì có lẽ chúng ta nên gọi là ở trong cái vùng an toàn của stablecoin, loanh quanh cũng USDT, USDC. Với những đồng coin như vậy thì cũng không thiếu các cái sản phẩm lending hoặc là cung cấp thanh khoản cho các bạn sử dụng đâu. Như trong một cái video mà bọn mình cũng có đăng lên Coin 68 TV trong thời gian gần đây á, thì nếu mà các bạn lên sàn KuCoin và chọn cái lending stablecoin cho của cái sàn dịch đấy thì có thể thu được mức lãi suất một năm là 22%. Vậy cũng khá là cao, nếu mà so với lại chỉ stake stablecoin thôi. Và nếu mà đưa stablecoin lên những cái sàn sách như vậy á, thì như Nguyên đã chia sẻ á, thì cái rủi ro nó được giảm rất là nhiều, trừ khi mà sàn bị hack hoặc là sàn quyết định ôm tiền của bạn chạy thôi, còn gần như là cũng không có rủi ro gì lắm. Tuy nhiên thì mình cũng muốn hỏi Nguyên là với những cái chiến lược của Nguyên như vậy á, thì với cá nhân Nguyên nha, thì Nguyên đang gọi là diverse, đang phân chia những cái stablecoin như của mình như thế nào. Thực ra tất nhiên là với một người mà dùng DeFi nhiều á thì mình không thể nào mình ở hết trong một stablecoin được, đúng không? Vậy thì theo Nguyên thì Nguyên đang gọi là phân chia cái phần stablecoin của mình như thế nào với những đồng coin nào? Thực ra thì cá nhân mình thì không diversify cái stablecoin lắm đâu. Hiện tại thì mình dùng USDC phần lớn, và mình hầu như là không dùng các cái stablecoin khác. USDC thì họ có một cái bảo chứng nó khá là minh bạch về cái tài sản phía sau á, cho nên là xài nó cũng khá là yên tâm. USDT, Tether thì nó bị quá nhiều cái phút rồi, mọi người nói quá nhiều về cái tài sản đảm bảo của Tether rồi, cho nên là mình cũng thấy là hơi rủi ro nếu như mà anh em chọn USDT, Tether. Thì cá nhân mình không diversify đâu, thì do mình hay đi farm, hay đi thao tác ở bên Solana, mà Solana thì nó hay support USDC nhiều, cho nên là mình cũng xài USDC. Cũng vì hai lý do đó thì mình không diversify nhiều lắm. Như mình có nói hồi nãy thì cái dạng synthetic stablecoin, cái dạng stablecoin được phái sinh từ DeFi 2.0, nó vẫn đang khá là rủi ro và nó vẫn chưa chứng minh được cái vai trò của nó, cho nên là việc xài những cái stablecoin này nó cũng cần cân nhắc và có một cái chiến lược phù hợp, tức là mình không ở nó quá lâu hay sao đó để tránh những cái trường hợp bất chấp nó xảy ra. Cái này thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, cái trải nghiệm cá nhân của mình là mình thì mình cầm USDC và BUSD. BUSD để có thể trải nghiệm những cái sản phẩm ở trên hệ BSC. Thì và cái ngày mà ngay cái buổi gần đây này, khi mà giá Bit mà rơi từ 50.000 đô xuống 42.000 đô á, thì lúc đó là mình đang để BUSD ở trên MetaMask. Thì mình nhìn nó rơi như vậy thì mình cũng muốn nhảy vào bắt đáy thôi, tức là mình cũng đang có đô la nhàn rỗi mà, thì tội gì mình không bắt. Là thế là hôm đấy thì chắc mọi người cũng biết là cái cổng RPC của Binance bị hư, thế là nó không thể nào mà đưa USD từ ví lên trên sàn lại, từ ví MetaMask lên sàn lại được. Cho nên là mình mất khoảng một buổi chiều, tức là nó cứ lỗi liên tục, nó cứ bảo là không thực hiện, là không thực hiện được. Xong rồi đến tối thì mình mới đưa được BUSD lên sàn, và cái trải nghiệm đó khá là khó chịu.
Và mình cứ nghĩ là ở với một đơn vị lớn như Binance rồi, có Binance Smart Chain các thứ thì người ta có thể fix được những cái này, nhưng mà không, ngay cả những cái sàn mà tập trung cái hệ thống xử lý trong tay nhưng mà lỗi thì vẫn là lỗi thôi. Nhưng mà cái lỗi RPC này thì nó chính xác nó là cái gì vậy Nguyên ha? Cái RPC nó như kiểu là một cái cổng kết nối, nó là ví dụ như anh em dùng DApp đi, thì cái DApp bản chất nó vẫn là một cái ứng dụng như những cái website bình thường thôi, nhưng mà để mà kết nối được với cái nền tảng blockchain ở dưới thì nó cần đi qua cái cổng RPC này. Thì cái cổng RPC như Phong nói hồi nãy thì của Binance Smart Chain đợt đó nó bị hư, thì nó bị quá tải. Thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết nói về cái vấn đề này rồi. Thì hôm đó thì cũng bị phí giao dịch ở trên Binance Smart Chain nó tự nhiên nó tăng đột ngột và nó quá tải và hệ thống nó bị sập cái cổng này. Thì lúc đó về bản chất là khi mà sập cái cổng này thì các cái DApp nó sẽ không thể nó không thể tương thích được với cái blockchain. Nó không thể tương tác được với cái blockchain ở dưới, thì mọi cái thao tác chuyển tiền nó sẽ không thể thực hiện được. Đợt đó thì những cái cầu, ví dụ như cầu Anbridge từ Solana móc sang BSC thì nó cũng quá tải, nó cũng nghẽn luôn, thì nó không thể chuyển tiền qua được. Thì nó là một cái ảnh hưởng nó khá là nặng nề, cho nên là nó cũng là một trong những lý do tại sao anh em nên diversify, tức là nên phân bổ cái stablecoin của mình nó hợp lý để làm sao để có thể linh hoạt ứng biến được trong những cái trường hợp như thế. Nói thêm một cái case nữa là cái case của đồng DAI á, thì cái này bọn mình có đề cập trong một cái tập liên quan đến stablecoin synthetic rồi. Thì đợt đó thì MakerDAO họ cũng bị nghẽn mạng lưới, và khi mà giá nó sập quá nhiều á, thì nó khiến cho cái treasury, tức là cái tài sản thế chấp của MakerDAO nó bị hao hụt. Thì khi mà cái tài sản này nó bị hao hụt á, thì cái lượng bảo chứng cho cái đồng DAI nó bị hụt, thì cái giá trị của một đồng DAI từ cái thời điểm đó nó sẽ không còn là neo đậu vào một đô la nữa. Thì anh em nào mà quan tâm đến cái case này á thì có thể maybe là đi qua nghe lại cái podcast stablecoin liệu có stable, nó là cái F số 7 trong cái series. Đúng rồi. Thì anh em có thể, chắc là bọn mình sẽ để ở dưới cái link description, thì anh em có thể nghiên cứu lại. Nó là một cái case khá là hay và nó cho mình thấy được là rất là nhiều mặt của một cái sản phẩm, chứ không hẳn là ok chúng ta xài xong rồi chúng ta sẽ kiểu như thấy wow cái này nó tuyệt quá, hoặc là nó 100% hoàn hảo, thì cái đó nó chưa đúng. Thì bọn mình khá là thích vào vặt những cái case như thế, thậm chí là đôi khi là bọn mình cũng hơi tiêu cực và cũng hơi default, nhưng mà những cái case như vậy nó sẽ cho mình cái insight rất là sâu về thị trường, về bản thân từng sản phẩm cũng như là cái hay cái dở của nó. Thì cái đó là cái mà chia sẻ thêm xoay quanh cái vấn đề là hôm bữa Binance Smart Chain sập cổng RPC và mình không thể dùng được BUSD. Và mình thấy có một cái gọi là cái xu hướng thì cũng không hẳn là xu hướng mới, tại vì cái này các cái dự án cũng đã làm nó khá lâu rồi, đó là việc mà đưa những cái stablecoin lên nhiều chain khác nhau. Đầu tiên là Tether là một cái thằng đầu tiên làm cái việc đấy. Nhưng mà những cái đồng như USDC hoặc là BSC thì nó vẫn đang hạn chế cái việc mà phát hành trên nhiều chain khác nhau á. Vậy thì theo mình là trong tương lai thì cái mô hình của Tether có thể được áp dụng lên những cái đồng kể cả synthetic stablecoin luôn. Và cái lợi ích của cái việc này là gì? Thì nó có giúp cho mình sử dụng nhanh hơn và có những cái sản phẩm mà ok hơn để sử dụng không? Trước tiên thì nói về Tether. Tether thì anh em thấy thường thì cái phần trăm phân bố của Tether hiện tại nó đang tập trung nhiều ở cái chain của Tron, cái chuẩn là TRC20. Thì cái này là một phần chiến lược của mình, nghĩ là một phần chiến lược của Justin Sun để thu hút mọi người chú trọng đến cái blockchain này của Tron. Thì cái phí giao dịch trên Tron nó cũng khá là rẻ, cho nên là nó thu hút. Mà USDT thì là một cái thứ mà ai tham gia thị trường cũng cần rồi, cho nên là cái chiến lược của Tron là thu hút mọi người tập trung vào cái blockchain này. Còn về cái việc mà phân bổ sang multi-chain á, thì mình nghĩ là các cái đồng stablecoin thì mình thấy là họ sẽ có xu hướng phân bổ ra các chain khác nhau.
thậm chí là các cái synthetic stablecoin nữa. Thì anh em thấy gần đây cái case của con MIM, MIM là một cái đồng stablecoin synthetic của dự án Spell á, nó cũng đã xuất hiện ở rất nhiều cái blockchain khác nhau rồi, và rất nhiều cái cầu nối nó hỗ trợ cái đồng stablecoin này. Thì mình nghĩ á, các cái synthetic stablecoin này khi mà nó phân bổ ra nhiều chain á, thì nó sẽ có cái khả năng cao là nó sẽ được sử dụng trong việc trade, giao dịch ở trên các cái blockchain này. Và khi mà các cái synthetic stablecoin này nó neo giá vào trong các cái đồng token khác á, các cái đồng crypto khác, thì nó sẽ tạo ra được use case. Và khi mà nó tạo ra được use case á, thì nó sẽ có một cái độ neo giá ổn định hơn, và từ đó nó giảm thiểu cái rủi ro là việc mà các cái stablecoin này nó không được bảo chứng hoàn toàn bởi cái tài sản phía sau. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái lý do. Anh em hình dung vậy nha, ví dụ như mình thế chấp tài sản vô, xong mình mint ra rất nhiều stablecoin synthetic đúng không, mình mint ra rất nhiều các cái đồng như là USDT hoặc MIM, nhưng mà những cái đồng này không được dùng để làm gì hết, mà bản thân nó còn đang là một cái liability, tức là một cái khoản nợ đúng không, thì một cái giấy chứng chỉ nợ đi, nói vậy cho dễ hình dung, mà những cái chứng chỉ nợ này không được neo đậu vào những cái đồng token, không được dùng để mua bán hay gì đó, thì bản thân nó được sinh ra để làm gì đúng không, mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc. Đó là một trong những lý do mình nghĩ là tại sao mà nhiều synthetic stablecoin đang phát triển ở trên các chain khác nhau, để nó tăng được cái độ phụ và nó tăng được cái độ engage, tức là cái độ gắn kết với lại các cái token trong các cái cặp giao dịch. Yeah, cảm ơn những chia sẻ của Nguyên. Thì hy vọng là trong sau tất cả những cái chia sẻ của bọn mình thì các bạn đã có được những cái gọi là những cái insight về, đầu tiên là cái cách để tận dụng cái số vốn stablecoin nhàn rỗi của mình. Thứ hai là hiểu rõ về những cái rủi ro khi mà chúng ta thao tác ở trên những cái stablecoin đấy. Bảo là risk free thì cũng không đúng, tức là nó vẫn sẽ có những cái rủi ro nhất định, nhưng mà stablecoin thì sẽ ít hơn những cái đồng token khác khá là nhiều. Cũng như là hiểu thêm về cái bức tranh, cái background, cái nền tảng của những cái stablecoin này để có một cái chiến lược hợp lý, và cũng như là để mình có thêm những cái insight về cho thị trường. Rồi. Ok, mình nghĩ là như thế cũng đã khá là đủ những keyword để cho các bạn research trong một tuần sắp tới rồi. Cảm ơn Nguyên đã vì những cái chia sẻ ngày hôm nay. Ok, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến hết cái podcast này. Thì cái chủ đề stablecoin là một cái thứ gì đó nó đơn giản đến mức độ mà ít ai để ý tới. Tuy nhiên là nếu như mà anh em nào đã có một cái chiến lược chơi nó dài hạn và quan tâm đến cái đường dài á, thì cái việc nghiên cứu về cái đồng stablecoin thì nó vô cùng quan trọng. Những cái điều mà nó đơn giản như thế này mình nghĩ nó sẽ có một cái tác động nó rất là lớn trong một cái cuộc chơi dài hạn. Một lần nữa cảm ơn anh em đã đón chờ cái tập podcast DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số DeFi Discussion lần sau. Ok, hẹn gặp lại các bạn.